Alo, buổi sáng anh em ơi. Sáng nay bé búp lên con đầu năm anh em. Tím trắng. Màu tím trắng này. Để sẽ có chạy. Ngày nào cũng chụp xong gì lên vậy đó hả? Này 16 năm bao sơ vậy nè. Áo này giống có dán keo quá nè, có keo nè. Được trồng. Xe này đi nhiều sắm mấy ngàn. Mà máy thì chắc lắm. Kèo rồi nè. Mười sáu năm thì bao hồ sơ nha anh em. Còn anh em nào mà ở An Giang không có nhu cầu rút thì trừ 1 triệu nha. Có số đẹp lắm. 9-7 nha. Khỏi rút sơ thì 15 năm thôi. Còn nếu mà rút thì tính vô 1 triệu nữa. Tại vì phí rút mà không cả triệu quá anh em. Đây là cái dàn áo dán keo nguyên chiếc luôn anh em. Cái này dàn áo nếu mà dán keo như về mở còn đẹp á. Đây chạy đây chạy bên đó bên đây chút xíu rồi đấy, cành bẩn rồi nè. Sau thì muốn chạy quay tổng thể cửa hàng cho anh em xem anh em. Địa chỉ đó nè, ngã ba Tám Ngàn hay gọi là cầu Tám Ngàn á nè. Đây pa cốt đầy đủ.
nằm sáng đá banh sáng vậy. Mấy hôm nay thức sớm đá năm giờ rưỡi buồn ngủ quá trời luôn em. Có hôm đá xong rồi về tắm rửa vô ngủ tiếp. Cái bữa nay nó quen quen đỡ lại rồi, tiếp trắng máy im ngon. Rút bộ luôn thì 16 triệu thôi, còn anh em nào không rút bộ thì trừ 1 triệu 15 triệu rồi vậy đấy, tính chẳng đi cho nó dễ. Thì anh em nào mến thì alo phép 0948 699 49, nhớ đăng ký kênh để cập nhật xe về theo ngày tháng anh em, cũng như để có nhu cầu mua xe sử dụng thì liên hệ phép. Rồi xin chào anh em.